Live show của Duy Mạnh, Tuấn Hưng ở Tam Đảo tưởng đâu đã kết thúc tốt đẹp trong sự hào hứng của cả khán giả lẫn ca sĩ. Thì ngờ đâu, hàng loạt drama nổ ra khiến các bên đều lên tiếng. Sau sự thành công của live show Anh Em Kết Đoàn, dân tình tưởng rằng mối quan hệ của Duy Mạnh, Tuấn Hưng sẽ lại khăng khít như xưa. Nhưng thực tế là khác xa so với tưởng tượng. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước nghi vấn Tuấn Hưng chơi xấu đàn anh tại đêm nhạc của cả hai. Cụ thể, nhiều khán giả phàn nàn rằng khi xem live show qua YouTube thì thấy giọng hát của Duy Mạnh không hay như xưa, thậm chí còn bị méo giọng. Tuy nhiên, khán giả xem trực tiếp ở Tam Đảo thì lên tiếng bênh vực, đổ lỗi cho hệ thống âm thanh không tốt. Chính Duy Mạnh cũng bức xúc đặt câu hỏi về vấn đề này. Người làm kỹ thuật để phát trực tiếp trên kênh YouTube cho bà con nghe, sắm bộ phát live stream hiện đại, đắt tiền rồi làm âm thanh, còn thua cả điện thoại mà khán giả quay trực tiếp. Các người bớt chiêu trò đi, bài tôi là dân 37 đã hát nhép rồi, tôi đâu cần dùng autotune đâu mà cố tình cho tune vào, hỏng cả âm thanh. Các người tắt hết tiếng khán giả để mỗi giọng tôi hát, khử ồn tốt thế nhỉ, anh cho biết. Trước những tin đồn lan truyền ngày càng rộng rãi, phía Tuấn Hưng không thể im lặng thêm. Một người trong ekip của giọng ca Cầu Vồng Khuyết cho biết, phía ban tổ chức đã nhận trách nhiệm và xin lỗi Duy Mạnh vì sự cố không mong muốn trên, đồng thời nhận liên quan đến vấn đề này. Sự cố âm thanh sau diễn Anh Em Kết Đoàn trên livestream của anh Duy Mạnh là không mong muốn, nhưng nó đã xảy ra. Ban tổ chức đã nhận trách nhiệm và xin lỗi anh Duy Mạnh, là người phụ trách chương trình của team Tuấn Hưng trong live show lần này. Chúng tôi khẳng định không liên quan đến việc này, đại diện Tuấn Hưng khẳng định. Theo đại diện của Tuấn Hưng, ban tổ chức cấm đường truyền trực tiếp vào bàn mixer nên khi lên sóng sẽ bị khô tiếng micro, nhạc có khi còn không ăn khớp. Do trên live và sân khấu thực quá khác xa nhau, sự cố này hoàn toàn thuộc về ban tổ chức và ban tổ chức đã nhận lỗi với anh Duy Mạnh. Chúng ta hãy hoan hỷ hiểu cho anh Mạnh cũng như anh Hưng. Hai anh đã có một show diễn thật sự ý nghĩa để giúp bà con đang bị thiệt hại bởi lũ lụt, người này nhấn mạnh. Được biết là show Anh Em Kết Đoàn của Tuấn Hưng và Duy Mạnh diễn ra tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc vào tối 21 tháng 9 nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại sau cơn bão số 3. Dù diễn ra ở vùng núi Tam Đảo trong điều kiện thời tiết mưa gió, live show vẫn thu hút hàng nghìn người đến xem trực tiếp. Ngoài ra, live show Anh Em Kết Đoàn còn thu hút hàng trăm nghìn người đón xem cùng lúc qua livestream. Chương trình được phát trực tiếp ở hai kênh YouTube của Tuấn Hưng, Duy Mạnh và fanpage Giấc Mộng Mơ. Tuấn Hưng và Duy Mạnh mang đến cho người xem live show có 102. Trong hơn 4 tiếng, hai ca sĩ biểu diễn hơn 30 ca khúc gắn với tên tuổi, kỷ niệm âm nhạc của cả hai và cả những bài hát mới đã và sắp trình làng trong thời gian tới. Trước sự chứng kiến của 5.000 khán giả xem trực tiếp và hơn 1 triệu khán giả xem online, cặp đôi cũng dành cho nhau cái ôm làm lành sau nhiều năm từng tuyên bố không nhìn mặt nhau do hiểu lầm từ phát ngôn qua lại trên mạng xã hội. Duy Mạnh còn lau mồ hôi cho Tuấn Hưng. Trong đêm live show đặc biệt này, ban tổ chức cùng Tuấn Hưng và Duy Mạnh cũng đấu giá tranh cúp kỷ niệm để quyên góp tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh thành miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Toàn bộ số tiền hàng trăm triệu đồng đấu giá thu được sẽ được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, ban tổ chức live show đã trao 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.